Xin chào các bạn. Vừa qua thì có nhiều bạn hỏi về Surface Pro 3 quá nhiều và thắc mắc, thì sau đây tôi xin nói những cái vấn đề mà tôi đã dùng qua con Surface này được khoảng 6-7 tháng nay nha. Ok. Cái máy Surface Pro 3 như tôi đã nói, nó tốt thì có tốt thật, nhưng mà các bạn hãy xem, vì cái chỉ có một hạt cát rất là nhỏ cắm ở chỗ này ha, nó rơi, vô tình nó rơi chỗ đó, nó rơi ngay chỗ này. Tôi đã gặp cái này, cái bàn phím lại, và nó bể. Nó chỉ bể một xíu này thôi, bạn thấy không? Nhưng mà sau đó nó lại lan ra ba đường, thành ba đường dài ra. Thế là bây giờ cái phần cảm ứng này không hoạt động được. Tôi mới mở máy khoảng một tiếng hồ thôi. Cái phần này nó rất là nóng nha. Bởi vì thật sự cái chip CPU này á, nó không phải là chip bình thường như những cái dòng tablet bình thường, mà nó là như là một con chip, nó thật sự nó là một chip laptop. Vì thế nên cái hiệu năng của nó rất là cao, và mình xài thì giống như một cái laptop thì tất nhiên nó bị nóng, mà trong khi cái quạt này á, nó không đủ công suất để quạt cho nó mát thì tất nhiên nó bị nóng rồi. Cái chuyện đó là chuyện ai cũng phải chấp nhận. Nhưng vấn đề khi thực tế mà hạt trước đó thì hãng nói nó mát và êm, thì thực tế tôi sử dụng thì tôi đánh giá là nó không tốt như vậy ha. Với một cái con máy như thế này, với giá tiền bỏ ra lúc tôi mua gồm có máy và cái bàn phím ha, khoảng 30 mấy triệu, khoảng 31, 32 triệu gì đó, cũng lâu rồi. Thì bạn nghĩ đi, không thể nào mà chấp nhận được một con máy mà xài mà chỉ được khoảng, lúc đó tôi xài tối đa là 4 tiếng, bây giờ thì còn khoảng 2-3 tiếng thôi. Trung bình thì tất nhiên là xài nửa ngày rồi mình cắm sạc và mình xài. Có một bạn ở trên kinh tế nói là 2 ngày sạc một lần. Thì tôi nghĩ cái bạn này, bạn 2 ngày một xài một lần, tức là bạn chỉ mở lên bạn lướt web hay chơi game nhỏ nhỏ giống như trên cái iPad thôi ha. Thì nó mới như vậy. Còn mình mua cái thiết bị này để mình làm công việc bình thường như văn phòng bình thường thôi. Còn tôi thì tất nhiên làm cao hơn một xíu đó, tôi có thể xử lý qua Photoshop hay một vài cái ứng dụng chuyên về mạng và web, nên dẫn đến thì tất nhiên là tôi hơn người ta một xíu, đó là tôi sử dụng nhiều hơn một xíu thì đọc ấy, thì nó sẽ nhanh nóng hơn và nó sẽ tốn pin hơn. Nhưng mà với con máy bỏ ra tiền như thế này thì thật sự cái này không hài lòng, không hài lòng chút nào ha. Lưu ý các bạn, cái phần này khi tôi mới mua về, bạn lưu ý á, chỗ bán họ cũng có nói là khoảng 7 ngày họ sẽ đổi mới nếu mà không gặp lỗi sự cố. Nhưng mà bạn nên để ý là khi mà bạn chỉ cần xài 1-2 ngày thôi, cái phần này nè, và những cái phần này nó tự nhiên nó bóc ra như thế này rất là xấu. Mà tôi nghĩ là nếu mà gặp sự cố gì đó thì chưa chắc thì họ sẽ bảo hành cho mình đâu nha. Bởi vì thực ra nó không có chính hãng ở Việt Nam. Xài chỉ trong vài ngày nó đã rơi như thế này, thì tất nhiên nó đổ hở nó như này, thì cái này cũng không có vấn đề gì ha. Ok. Camera thì có một điều nữa, đó là các bạn hãy lưu ý là những cái chỗ điện này cực kỳ nhanh bị lỗi, tức là nó nhanh bị một bài mài mòn đó. Thì cái chuyện mà đổi mới cho bạn, tôi nghĩ là chắc chắn không bao giờ xảy ra cái tình trạng mà đổi mới cho bạn được đâu ha. Quay lại cái vấn đề của màn hình này, nó cực kỳ dễ bể chứ không phải là như hãng nói nó cứng, glass thế hệ thứ ba cứng, nhưng thật ra nó rất là dễ bể. Mà bây giờ nếu mà thay màn hình, thay cái phần cảm ứng không á, thì phải thay nguyên cụm màn hình mới được nha. Thì họ báo giá cho tôi là khoảng 8 triệu. Thì
bây giờ tôi không có tạp thì tôi chưa xài cảm ứng, bởi hiệu cái thời gian sử dụng pin cho con máy này quá thấp. Tôi đang có ý định mua một máy khác. Tôi đã vô hiệu hóa cái display cái cảm ứng đi để tôi xài một như một cái máy laptop bình thường. Nhưng mà mỗi lần bật thì các bạn phải lưu ý đó là phải gỡ cái bàn phím này ra, sau đó là tắt mở khoảng 3 lần thì máy mới log vào Windows bình thường được. Bởi vì tôi nghĩ là cái cơ chế của trên cái memory BIOS nó sẽ check cái phần cảm ứng, dẫn đến nên nó không thể nào mà đứng vào được, nó treo ngay lập tức. Thì để mà login được thì bạn phải gỡ cái bàn phím ra, thứ nhất. Thứ hai là bạn phải bật nó lên, sau đó bạn tắt đi, sau đó là bạn bật, nói chung là bật mở 3 lần nha. Thậm chí bạn có thể áp lỗ tai vào chỗ này để nghe cái tiếng quạt khi nó tắt hẳn rồi bạn mới bật lại, thì 3 lần nha. Rồi, ok. Rồi, sẵn đây xin giới thiệu các bạn cái này gọi là wireless display của Surface của Microsoft ha. Thì qua đánh giá của tôi như thế này, đúng là nó cái con máy Surface này bạn phải dùng cái này nó mới truyền được video hay tín hiệu tất cả những thứ từ cái con Surface Pro 3 này đẩy lên cái màn hình LCD được. Nhưng mà tôi xem cái một bộ phim khoảng phim HD thì chỉ khoảng một tiếng đồng hồ thôi, cái này cực kỳ nóng, nó rất là nóng. Mà tôi rất là sợ là cái vấn đề mà nếu bạn xem 4 tiếng liên tục có thể là cái này nó hư, nhưng tôi chưa xem cái phim nào mà tới 4 tiếng, bởi vì tôi không có thời gian, tôi chỉ xem phim khoảng 2 tiếng đổ lại thôi. Và nó rất là nóng, nó không có tốt như mà hãng nói nha và người ta review. Ở Việt Nam thì tôi thấy hình như không có người bán luôn, người ta có thể đăng nhưng mà đăng chơi thôi chứ không có hàng luôn. Này thì tôi nhờ một người bạn ship từ New Zealand về, bạn về Việt Nam thì tôi nhờ bạn mua, chạy ra khoảng 1,5 triệu đồng Việt Nam nhé. Rồi cái book này là book thứ hai, là nó vô tình rớt dễ lắm bạn. Các bạn hãy cẩn thận cái book này ha. Cái book này là tôi mua lần thứ hai, đó là 1,5 triệu một cây. Cái book này thì mua ở Việt Nam có ha. Nói tiếp theo là con chuột, tôi đã chia sẻ rồi, giờ thêm chia sẻ thêm đó là bạn mua chuột Bluetooth bình thường được rồi, hoặc luôn Logitech thì ok ha, nó rẻ thì không cần phải mua chi con Surface Pro 3, mouse Surface ha, chuột của Surface nó đắt, nó cũng không có hiệu quả đâu nha. Rồi có một cái nữa đó là cái máy này, nếu mà những người như tôi thì tôi hay dùng mạng để làm những cái con router và switch, thì buộc lòng tôi phải có cái cổng mạng, không thể lúc nào cũng xài wifi nhé. Tôi phải dùng cổng mạng, mà cái cổng mạng hiện tại tôi mua này thì ở đây Phong Vũ cũng có bán, và cái này thì tôi mua ở cái gì trên gần Phong Vũ đó, cái hình nhân gì đó. Thì cái này nó là gigabit nha các bạn lưu ý là nó ở này nó màu xanh, chứng tỏ nó là USB 3.0. Khi tôi mua, tôi đem lên phòng kỹ thuật, tôi nhờ họ test, họ gắn vào, họ nói là nó không nhận, phải cần cài driver mới nhận. Thì tôi nói sao mà phức tạp vậy, rảnh không có thời gian để làm chuyện đó. Và họ nói chỉ cái cổng này chỉ được 100m thôi, cái đó là sai hoàn toàn. Những bạn, cái máy của các bạn mà có USB 3.0, bảo đảm bạn gắn vào thì nó sẽ chạy được ok, không cần cài đặt gì hết trơn á. Chỉ những cái cổng mà 2.0 thì bạn gắm vào thì bạn phải cài driver cho nó, thì khi đó cái tốc độ mạng thì ra chỉ khoảng 100m là tối đa. Còn cái này, cái thiết bị Surface Pro 3 thì nó là cổng 3.0, thì tất nhiên cắm vào thì cái này được 1 bit. Tôi thường xuyên làm mạng nên chắc chắn 100% các bạn nó 1 bit. Ở chỗ bán họ cũng không dám khẳng định là 1 bit, nhưng tôi khẳng định các bạn 1 bit nha. Con này là Unitech nha. Giá lúc tôi mua bảo hành TNC, ở TNC tức là học Thành Nhân á, đúng là Thành Nhân trên đường Bùi Thị Xuân, Thành Nhân trên Bùi Thị Xuân nhé, thì họ bảo hành 1 năm.
cái thiết bị này bảo hành một năm mua khoảng 300 mấy ngàn, thì ok bạn mua cái này rất là good rồi, không cần phải, nếu bạn xài mạng thì bạn mua cái này là good rồi, bảo đảm từ mua tới giờ không hư nha. Không cần phải mua cái lan của Microsoft, nó mắc lắm nha. Ok, cảm ơn các bạn.